Bạn là người yêu nhiếp ảnh, thích chụp ảnh, bạn yêu những khoảnh khắc cuộc sống, trân trọng những giá trị truyền thống tốt đẹp, hãy tham gia cuộc thi ảnh tôn vinh giá trị truyền thống do MyTV phối hợp với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức để nhận những phần quà vô cùng hấp dẫn. Thời gian gửi ảnh dự thi bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 năm 2011 và kết thúc vào ngày lễ tình nhân 14 tháng 2 năm 2012. Mọi thông tin chi tiết mời quý vị xem tại www.thiảnh.mytv.vn. Hãy cùng MyTV tôn vinh những giá trị truyền thống, vẻ đẹp của đất nước và con người Việt Nam.